Ban Chỉ huy quân sự huyện Côn Đảo vừa khai mạc hoạt động thể dục thể thao chào mừng kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 34 năm ngày hội quốc phòng toàn dân 22 tháng 12. Tham gia giải có gần 200 vận động viên đến từ các cơ quan đơn vị trực thuộc Ban Chỉ huy quân sự huyện Côn Đảo. Các vận động viên thi đấu ở các môn bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, kéo co, cờ tướng. Hoạt động nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào tập luyện thể dục thể thao của cán bộ chiến sĩ tại các cơ quan đơn vị lực lượng vũ trang, với mục tiêu khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Qua đó góp phần nâng cao thể lực của cán bộ chiến sĩ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu trong tình hình mới.